Hôm nay mình cùng nhau vào bếp làm món bánh bao cho cả gia đình mình ăn nhé cả nhà. Em chia sẻ phần đầu là nhân bánh bao, phần sau là giỏ bánh bao nhé. Hai cả nhà, hôm nay em làm bánh bao nha. Em chia sẻ lại cho cả nhà cái cách làm bánh bao là ăn tại nhà rất ngon nhưng mà cũng không có tốn nhiều tiền lắm. Em có đây là 1 kg 2 thịt xay. Em có đây là 1 kg 2 thịt xay, trứng cút, 3 muỗng canh củ mai quế lộ và 3 muỗng canh bột bắp. Còn đây là nấm mèo, hành, hành lá, củ hành và hành phi, lạp xưởng. Em có ở đây là 3 muỗng canh hạt nêm chay và 5 muỗng canh đường, 3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối. Đây là tất cả những cái nguyên liệu để mà em làm nhân bánh nha. Rồi hành, cái này là củ hành, hành lá, lạp xưởng. Mình sẽ đem cắt hạt lựu hết nhé cả nhà. Và đây là những cái nguyên liệu mà hồi sớm em có nói với cả nhà đó. Hành lá em cắt, em chỉ lấy cái đầu hành lá thôi. Em có được 4 cây lạp xưởng. Củ hành trắng của mình mới nãy mình cũng cắt hạt lựu luôn. Đây là củ hành trắng cắt hạt lựu. Gia vị của em chỉ có bấy nhiêu thôi. Bây giờ mình tiến hành, mình để gia vị vào thịt nhé cả nhà. Đây là em có 1 chén hành, hành phi và nước hành phi luôn nhé. Đây, mình cho tất cả các gia vị vào nhé cả nhà. Em có nấm mèo nè. Mình để hết nấm mèo vô. Đây là cái dĩa gia vị của em mà hồi sớm em có nói đó. Nếu mà cả nhà có ăn bột ngọt thì cả nhà cho thêm bột ngọt vô, còn em thì không có ăn bột ngọt, chỉ có để là hạt nêm, đường, tiêu và muối, đơn giản vậy thôi nhé. Em cho hết vào. Và em cho luôn lạp xưởng, hành 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 tây và hành lá em cho vào luôn. Lạp xưởng lý do em không để lạp xưởng nguyên cái thì em muốn mình xắt hạt lựu như vậy, mình trộn chung với thịt thì nó hòa quyện lại với nhau hết. Khi mà mình cắn cái miếng thịt chỗ nào cũng có lạp xưởng, em thì lại thích ăn lạp xưởng. Em đợi với hết. Rồi đây, em nói cái muỗng canh là cái muỗng này, em múc 3 muỗng canh rượu mai quế lộ nha. Em để vô trong đây làm cho nó có cái màu thịt, khi mà nó lên cái màu đỏ rất là đẹp. Thêm một cái là nó sẽ bám hết cái mùi tanh của thịt, tại vì ở Mỹ này á, thịt á, họ để đông đá không à, khi mà đem ra ngoài á, nó mà giã đá rồi á, thịt nó hôi dữ lắm. Còn bột bắp thì em chỉ làm bột bắp thường như vậy thôi nhé, em chỉ làm bột bắp thường vậy thôi. Và em cho luôn cái chén hành phi và nước dầu hành phi này để vô để cho nó thơm, nó rất thơm luôn á cả nhà. Hành phi em cũng tự làm ở nhà luôn nha. Giờ đây, đây là cái bột bắp. Nguyên nhân lý do vì sao em để bột bắp là em muốn để bột bắp vô như vậy á, để cho bột bắp nó hòa quyện chung với những cái chất ở trong đây, nó như hành tây rồi này kia, nó có nước á cả nhà, nó sẽ hòa quyện lại với nhau và bột bắp nó sẽ làm cho kết dính thịt lại. Em không muốn đem thịt đem đi hấp để nó mất hết cái chất ngọt, thành thử ra em phải pha thêm 1 miếng bột bắp để vô như vậy để cho thịt của mình nó xe chắc lại. Cục thịt của mình khi mà mình làm bánh bao á, mình đem đi hấp á, những cái chất ở trong thịt, ở trong như là điển hình như là của hành tây, những cái chất gia vị ở trong đây nó còn nguyên vẹn hết, nó không có bị mất đi. Em thấy làm cái cách này rất là ngon, tại vì ở nhà của em làm những thứ đơn giản như vậy thôi nhưng mà khi mà ra cái bánh rất là ngon. Bây giờ cả nhà trộn đều lên hết, sau đó cả nhà đem đi chiên hoặc là đem đi làm cho chín để mà ăn thử coi nó vừa miệng với cả nhà mình chưa nhé. Mỗi nhà mỗi cái gia vị khác nhau, mỗi cách mặn lạt, mỗi cũng tùy theo cả nhà. Bây giờ em trộn cho nó đều lên hết nhé. Bây giờ chúng ta trộn đều lên cho cái gia vị này nó đều lại với nhau, thơm lắm cả nhà ơi. Cái mùi hành hành phi của mình á
rất rất là thơm luôn. Còn ăn tiêu, tiêu nhiều hay là tiêu ít gì cũng tùy theo cái gia đình của mình nhé. Đây nè cả nhà. Cả nhà thấy thấy khi mà mình nhồi lên, mình trộn cho nó đều lên hết rồi, cả nhà thấy rất là ngon. Thịt của mình rất là ngon. Đây là nó có được cái màu hành phi của mình á, rất là thơm luôn á cả nhà. Cả nhà làm thử cho gia đình mình ăn đi nhé. Em thấy rất là ngon mà mình cũng không có làm tốn bao nhiêu thịt đó, không có tốn được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà mình làm ở nhà mình ăn rất là an toàn. Em trộn đều hết như vậy rồi. Sau đó em để vào trong ngăn tủ lạnh mát của mình nhé. Rồi em đi làm tới cái bột bánh bao. Tại vì khi mà làm bột bánh bao đó, mình để cho tới 1 tiếng đồng hồ sau là bánh, cái bột nó mới nở đều ra, mình mới làm được cái vỏ bánh được. Bây giờ em làm cái nhân bánh trước, em để vào trong ngăn tủ lạnh mát. Sau đó em làm nhân xong rồi cái mình đi ra mình dò viên ấy cả nè. Mình dò viên nhân gì, mình ăn nhân lớn, nhân nhỏ, thịt nhiều, thịt ít là do mình thôi. Em thì rất thích cái viên nhân nó như vậy thôi, hoặc là lớn hơn một tí, nhưng mà làm lớn quá khi mà ra cái bánh nó rất là lớn luôn á cả nhà. Cả nhà thấy không, thịt của mình nè, nó hòa quyện, nó săn lại. Mình không cần phải đem đi hấp đâu, tại vì thịt mà mình đem đi hấp trước rồi nó ra hết những cái chất ngọt ở trong đây rồi. Em thì không muốn như vậy nên em mới pha thêm một miếng bột bắp để vô, để khi mà mình hấp á, cái bánh ăn rất là ngon, rất là ngọt luôn, nó không có bị chảy nước đâu nghe cả nhà. Tại vì nhà của em á, không có thích ăn bún tàu nên không để bún tàu, chỉ có để thịt và lạp xưởng gì thôi, chứ nhà em không thích ăn để nhiều thứ ở trong đó quá. Mà mình thấy những cái mùi gia vị này rất là thơm luôn á cả nhà. Cả nhà làm ăn thử đi, rất là ngon luôn á. Dạ, bây giờ em đem cái này đem đi để trong ngăn mát tủ lạnh ha. Rồi bắt đầu mình tiến hành tới cái làm vỏ bánh nha cả nhà. Ok, mình tiến hành mình làm nhân bánh nha cả nhà. Mình lấy một cục nhân vừa ăn thôi. Mình cho một cái trứng cút ở ngay giữa, sau đó mình tấm lại. Mình được một viên nhân như vậy, cả nhà thấy không, rất là ngon luôn á. Với số lượng như thế này á, có thể là làm cho cả nhà ăn. Mỗi khi mình làm á, rất là nhiều. Tại vì mỗi một lần mình làm á, là mấy chục ký luôn. Mình để ở trong freezer á, khi nào mình ăn mình đem ra mình hâm lại mình ăn. Nhân của mình thơm lắm cả nhà ơi, vừa thơm mà vừa ngon nữa. Ở đằng sau hôm nay họ đang làm đổ đa nó đằng sau á, tiếng ồn quá. Mình làm như thế này á, là mình để mình chia sẻ với những người mà ở xa nhà thôi, chứ thật sự mình không phải là đầu bếp chuyên nghiệp hay là thợ nấu gì đâu. Mình chỉ là nấu ăn mỗi ngày rồi mình chia sẻ lại những cái gì mỗi ngày mà mình làm đó, nhanh gọn lẹ, không có cầu kỳ cho lắm, nên mình phải làm như vậy thôi. Không cả nhà, để viên trứng cút ở ngay giữa xong rồi mình túm lại, nó rất là dễ, nó dễ túm luôn á. Nó dễ túm lắm, nó không có bị bờ rời ra. Khi mà mình hấp á, cái bánh của mình nó cũng vậy nè, rất là ngon, nó không có bị bờ rời ra. Nhân của mình á, mình để trong ngăn mát tủ lạnh tí xíu á, là cái nhân của mình á, nó xe lại, nó xe lại cái nhân của mình dễ dễ bắt bánh lắm cả nhà ơi. Mình thích ăn cái nhỏ nhỏ thôi, mình không thích ăn cái lớn lắm. Nhưng mà đối với một cái bánh mà cục nhân như vậy là cũng đã nhiều lắm rồi đó. Một hồi nó nở, nó còn nở ra, nó còn lớn lắm luôn á cả nhà. Khi mà mình làm bánh nó thấy nó như vậy thôi, chứ cục bột mà đưa vô nữa là cái bánh của mình nó lớn lắm, nó không có nhỏ đâu.
mình cứ thế mà mình làm nhé cả nhà. Mình làm hết nhân này xong rồi là tới tới khi mình đã lấy bột vào để mà mình làm bánh rồi đó cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Nè, trứng cái này là trứng cút mình để ở trong rồi, cái này là lạp xưởng nè, mình trộn đều với nhau về nó hòa quyện hết, chỗ nào cũng có lạp xưởng hết á. Ngon lắm á cả nhà. Giờ đây nè cả nhà. Với 1 kg 2 thịt và 5 cái lạp xưởng của mình á thì em sẽ cho ra gần 40 cái bánh bao lần nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Nhưng thật là ngon luôn á, nhưng rất rất là ngon luôn. Đó, cả nhà thấy không? Tại vì em có một mình nên em quay thành thử ra không có quay cận cảnh lắm cho cả nhà xem. Chứ thật sự trong nhà của em không có ai thích em nấu nướng ăn uống gì nhiều lắm, mà tại vì em đam mê nên em phải làm thôi, chứ thật sự ở nhà không ai muốn cho em làm mấy cái vấn đề này đâu. Không ai muốn em nấu nướng đồ này kia nhiều lắm đâu. Đó cả nhà thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây. Cái nào mà làm liền á thì mình để ngoài này, cái nào mình không mình chưa làm kịp á cả nhà đem vào ngăn mát tủ lạnh để giùm em nhé. Cái này á, cái dĩa này là được 2 trứng cút nè. Dĩa này là được 2 trứng cút. Còn cái này là mỗi thứ 1 trứng thôi, 1 trứng cút thôi. Thấy cục như nó cũng lớn lắm á cả nhà, chứ không có nhỏ đâu nha cả nhà. Bây giờ mình để vô trong tủ mát đi. Một chút nữa mình sẽ làm cho bánh và mình sẽ làm bánh nhé.